tất cả cô chú anh chị em đã quay lại với kênh của em ha. Thì hôm nay tiếp tục lên cái clip là chỉnh sửa cây bonsai cho anh chị em mình ha. Vẫn là cây sâm trái đây ha nè. Sâm trái hôm qua mới làm clip ha. Hôm qua thì nói chung là khen nhiều quá thì cũng có một số anh em sợ lên chửi nói này nói nọ, nói nhiều khi làm giá đâu ha. Nhưng mà thật sự thì cũng rất là nhiều anh em mình công nhận nó rất là dễ chơi ha. Dễ chơi, dễ xài, rồi dễ đầu tư, dễ chỉnh sửa, nói chung là cái gì nó cũng dễ hết trơn. Thì mình không có chơi cái loại cây dễ như vậy, mình kiếm cái nào mà dễ đâu phải khi mà nó dễ là nó sẽ rẻ đâu, nó dễ nhưng mà nó vẫn mắc tiền ha. Thì anh em mình chơi rất là ổn định cho cái cây sam núi trái này ha. Sam núi là được rồi, có một số anh em phải bông, nhưng mà cái dòng bông và cái dòng trái giá nó sẽ bị chênh lệch ha, cái dòng trái giá nó sẽ mắc hơn ha. Rồi bắt đầu mình chỉnh sửa, mình vô clip ngày hôm nay ha. Thì cái cây mình nuôi, cái cây này em nuôi độ chắc cũng phải được 4 tháng ha, thì cành nhánh của nó đã lên. Thì bây giờ mình bắt đầu mình vô dây, mình chỉnh sửa cành của nó lần đầu tiên ha. Chỉnh sửa lần đầu tiên là chỉnh sửa xong, mình chỉ sửa đơn giản thôi, sửa lấy những cái giọng của cái cây ha, chứ không phải là sửa thành phẩm luôn ha. Làm cây á, là phải sửa, thả, sửa xong thả nuôi cho nó mập rồi mình mới rút cốt lại ha, chứ không phải là cứ sửa ra một cái là mặc định nó đã thành phẩm đâu ha. Và cái dòng cây này thì nó cũng giống như dòng cây nguyệt quế, nó cũng dễ sửa, nhưng mà nó có một cái điều như vậy. Khi mà sửa, nếu mà anh em mình lãi lá hết á, thì nó sẽ bị chết những cái phần đầu này, cái cành non này sẽ bị chết. Nên anh em mình rút kinh nghiệm, khi mà mình sửa thì mình giật lá sơ sơ thôi, mình giật tầm khoảng 50%, mình giật những cái hốc này nè ha, những cái chỗ mà mình quan tâm, mình vô dây mình chỉnh sửa như những cái hốc này thôi. Còn ở ngoài đây thì mình kệ nó, mình không có cần đếm xỉa tới nó ha. Mình giật ra cho nó thoáng một cái mức độ nào đó để mình quấn dây nó không có bị đè lá, hoặc là mình dễ nhìn để khi mà mình chỉnh sửa thôi, chứ không có cần mà giật lá ra hết đâu nha. Nếu mà giật lá ra hết thì nó có thể là sẽ bị chết cái đầu dâm xương cành ha. Em đây em giật sơ sơ ra này, em giật cũng hơi mạnh mạnh tay hơi nhiều hơn tí nha, để quay clip cho nó thoáng để anh em mình thấy ha. Cái cây này thì lúc trước em có tỉa nhánh một lần rồi, em chừa những cái nhánh mà không sử dụng đó thì em đã có bỏ qua một lần rồi ha. Thì trong đây nó vẫn còn một số nhánh thừa đây. Mình xác định khi mà cây nào cũng vậy hết, bất kỳ cái cây gì, dáng gì, anh em khi mà nhìn vô cây bay nó cũng y gan vậy, mà cây trực cũng vậy, hoặc là cành rớt cũng vậy. Anh em mình cần phải chú ý vô ba cái cành đầu tiên ha. Anh em xác định cành 1 nằm hướng nào cho em. Cành 1 xong rồi tới cành 3. Cành 1 và cành 3 ha. Còn cái cành phong, cành số 2 là hồi nào nó mặc định là nó cũng nằm phía sau và nằm giữa hai cành này rồi, anh em mình khỏi cần kiếm cái cành này. Anh em chỉ cần xác định hai cành này cho em, đối với dạng phải khó ha. Ví dụ như ở đây em lấy cành 1 nó nằm ngay đây. Có một số anh em người ta sẽ lấy cành 1 ta nằm ngay đây. Nhưng mà mình phải xác định được cành 1 của mình nằm đâu và cành 3 của mình nằm ở đâu đi ha. Nó sẽ ra cái dáng cây. Ví dụ như cành 1 bên đây thì bắt buộc cành 3 phải đối xứng lại, đối diện, nằm đối diện nó, thì anh em mình chọn hai cành đó rồi bắt đầu anh em mình mới xác định. Xác định xong được hai cái đoạn từ 1 tới 3 này ha, mình sẽ xác định thêm một cái nữa là từ đây tới đây cái khoảng cách chỗ này nó bao nhiêu xa. Thì cái lúc mà cắt lên tới đây là mình mới, cái này lúc trước là nó còn dài vậy nè, phải không? Thì anh em mình tại sao cắt ngang đây mà không cắt ở trên đây ha? Thì mình nếu mà cắt ở trên đây á, thì cái đoạn từ đây lên tới đây nó sẽ dài hơn cái đoạn từ cành 1 tới cành 3 này. Cành 3 lên cành 4, tới đây là cành 4 nè ha. Thì hai cái đoạn này nó sẽ bằng nhau. Khi mà mình cắt phôi thì mình sẽ từ đây qua đây 10, thì từ đây lên trên đây nó chỉ còn 7-8 thôi, nó không có được dài hơn cái đoạn ở dưới đây. Từ cành 1 lên tới cành 3 nó là 10, thì từ cành 3 lên tới cành 4 nó sẽ dưới 10, là 7-8, 6-7-8 gì đó, chỗ nào cũng được. Ví dụ như mình cắt lên trên đây thì từ đây lên đây nó 10, mà từ đây qua đây nó 10 nữa, thì nó sẽ không có cái độ bóp nhỏ của cái cây ha. Thì mình bắt buộc phải cắt ngắn lại tới đây, hay dù cắt đây cũng được nè. Ví dụ như cây này mình cắt đây cũng được, cắt đây cũng được, nó sẽ ngắn hơn ha. Và cái cây này thì em chơi cái ngọn nó hơi lệch, chứ không có ngọn, không có về tâm, nên em cắt rút lại tới đây ha. Rồi khi mà mình tỉa cành 1, 2, 3 rồi đây là 4, thì cành này cành dư đúng không, cành này tông hốc tông kẹt nè, cắt nó đúng chưa. Mình phải xác định cắt bỏ rồi 1, 2, 3 thì bỏ sau đi, lên tới cành 4 nè. Có một số anh em tới đây là anh em lấy rất là nhiều cành, tới đây mặc định của mình là chỉ lấy tầm khoảng 3 cành thôi ha. Dù cành 4, một là cành 4 là một nè, có thể là lấy cái xương lắp lưng ở trên đây là cành 5 cũng được luôn, và một cái điểm ngọn, để cái điểm ngọn, điểm nối cành ha. Còn ví dụ như đây 1, 2, 3, 4, 5, nếu mà lấy 5 nhánh ngay một chỗ như thế này thì trong cái quá trình mình nuôi sau này, cái chỗ này nó 5 chỗ, 5 nhánh thì nó sẽ tủa ra và nó sẽ bị phù, giống như ngón tay của mình vậy. Đúng là cái chỗ này của mình bị phù không? Từ đây nó nhỏ, nó thon ra tới đây là vừa, nhưng mà cái chỗ 5 chỗ của mình nè, nó bị phù nè. Ha, nó phù. Thì mình sẽ lấy tầm khoảng 2 hoặc là 3. Đó, mình lấy 3 nhánh như vậy đi. Đó.
nó cái chỗ này nó sẽ không có bị phù. Thì bây giờ cắt bỏ, xác định rồi nó nhánh này cắt bỏ đó. Nhánh này nằm trong hốc, em lấy đây là cành tư nè, cái này là cái ngọn nè, cái này là cành lấp nè, còn cái này là cành phủ cũng được, nếu mà cắt bỏ luôn cũng được, không sao. Nếu mà cắt bỏ cái cành này luôn thì sau này mình sửa, đây mình sẽ lấy cái hàng tên này ha. Nè để em cắt luôn nha, nó cắt luôn không sao hết, cắt luôn là mình lấy ngay chỗ này chỉ có ba cành thôi, rồi mình nối cái nhịp này lên xong mình sẽ lấy ở trên đây tở gì đây, chứ không lấy thằng này ha. Tại sao? Tại vì nếu mà mình lấy nhiều quá thì cái thằng chỗ này nó sẽ bị phù, mặc định là ở dưới đây bự, lên đây dừa, lên đây dừa và lên đây dừa, nếu mà mình để ở đây nhiều cành quá thì mình nuôi nó sẽ bị phù cái đầu. Bởi vì thường thường sao mà anh em mình những cái cây mai vàng á, cắt cái đầu mà cắt á, nhà vườn người ta không đóng 5-7 bo vô trong đó để cho nó nhanh cuốn thẹo, người ta vẫn ghép được mà, tại mà nhưng mà tại sao người ta sẽ không ghép như vậy? Nếu mà người ta ghép như vậy thì nó sẽ bị phù, nên người ta chỉ ghép tầm khoảng 2 hoặc là 3 bo ở trên đầu thôi. Hai cái phôi, ví dụ như cái phôi như vậy, người ta cắt ngang đây, tại sao mà người ta không đóng 11 chùm, 1 2 3 4 5 bo, 5 bo giống như vậy mà người ta chỉ ghép có 2 bo như vậy thôi. Cái đầu cây nè, cái đầu cây đi dài ha, mình cắt ngang đây, tại sao không ghép 5 bo như vậy, giống như bàn tay luôn đi, mà người ta lại ghép có 2 bo hai bên. Nếu mà ghép nhiều quá thì sau này nó sẽ bị phù đầu, nuôi lâu dài nó sẽ bị phù đầu, nên người ta chỉ ghép 2 hoặc là 3 bo thôi. Chẳng thà người ta nuôi lâu dài, người ta nuôi cho cái thằng này nó bự lên, nó sẽ lâu cuốn thẹo hơn, nhưng mà cái cây của người ta là nuôi càng nuôi lâu nó càng đẹp, chứ không phải là càng nuôi lâu nó càng phù ha. Còn ví dụ như anh em mình lấy ghép một lượt 5 bo thì mình nuôi nó rất là nhanh thành phẩm luôn, nhưng mà một phần là cây của mình nó sẽ bị gói và hai nó sẽ bị phù đầu ha. Rồi tiếp tục bắt đầu tỉa xương cá ha. Xương cá thì đã chia sẻ nhiều clip rồi, một bên một cái, ví dụ bên đây có rồi thì mình lấy bên kia ha. Đó, lấy thì né chỗ âm đó ha, em chỉ lấy xương chính thôi. Em cái cây em thì nói chung là nuôi nó sẽ lâu thành phẩm hơn người ta, nhưng mà em lấy xương em lấy kỹ, em lấy đúng vị trí của xương, chẳng thà không có thì em chờ cho nó có rồi em mới làm, chứ em không có mượn. Nếu mà mượn qua mượn lại thì cái cây của mình nuôi lâu dài nó sẽ bị xấu nè, như cái chén ba này ha. Đó, bây giờ lấy như vậy nó sẽ xấu nè, nhưng bây giờ em sẽ cắt luôn đó. Đó, cắt cho nó thoáng ra để cho nó một là không bị phù và nó đúng cành đúng nhánh hơn. Nuôi như vậy thì nó sẽ lâu thành phẩm hơn người ta, hơn cái hàng chợ. Cái hàng chợ là sao? Cái hàng chợ là sẽ mượn nhánh rất là nhiều, chỗ nào có nhánh là người ta sẽ mượn, có nhánh là người ta sẽ mượn, người ta ưu tiên cho cái cây của mình tàn nó tròn để người ta bán thôi, chứ còn cái về cái hệ lâu dài thì cái cây đó nó sẽ không có ngon bằng ha. Rồi nó tỉa cắt bỏ còn có nhiêu nhánh đây, bây giờ bắt đầu mình mới vô dây mình chỉnh sửa nè. Rồi vô dây ha, vô dây thì rất là nhiều clip chỉ vô dây, chia sẻ cho anh em mình cách vô dây ha. Nè, lúc trước là ở đây có sửa lên cái rồi bắt đầu mình đi tiếp thôi ha. Sửa cái cây tệ gì cũng phải được 2-3-4 lần ha, càng sửa nhiều thì nó sẽ càng đẹp, chẳng thà từ từ thành phẩm chứ đừng có gấp thành phẩm rồi lại cắt mà sửa lại ha. Trong cái quá trình ai cũng phải vậy hết, trong cái quá trình anh em mình hồi đó giờ không có nuôi cây, nuôi rất là trong cái cây của mình nó nhanh thành phẩm, nhưng mà thành phẩm rồi á nó không đẹp thì anh em mình lại cắt bỏ nuôi tiếp, không nên nha. Anh em mình cứ từ từ thôi ha, từ từ, 1 năm không được thì tới 2 năm, 2 năm không được thì 3 năm, chứ đừng có ham nuôi 1 năm thành phẩm, 1 năm rồi thành phẩm, rồi sau này thấy nó không bằng ai rồi bắt đầu mới cắt nuôi lại nữa. Thí dụ như mà anh em nuôi thẳng thớp đi, cái cây đó nuôi 3 năm là nó sẽ thành phẩm. Anh em nuôi gấp quá, anh em nuôi có 1 năm mà cho nó thành phẩm, rồi cái thấy không đã cái anh em mình cắt lại nữa, cắt lại nuôi thêm 3 năm nữa là ra 4 năm nó mới thành phẩm. Thay vì mình để mình nuôi từ từ nuôi đúng 3 năm thành phẩm. Khi mà mua cái cây phôi về thì người ta đã xác định cái cây đó là nuôi bao nhiêu năm. Nuôi, ví dụ như anh em mua cái phôi bự quá, chưa có cốt thì anh em đã xác định cây này nuôi 5 năm. Rồi đã xác định nuôi 5 năm thì cứ từ từ mà nuôi thôi. Chứ gấp cái gì, nuôi mới tới có năm thứ 2 ha. Cái bấm tỉa cho thành phẩm đã, đợi cái cốt của mình nhỏ xíu sau này ra, đưa ra cái cây cốt nhỏ xíu, cái cốt nó chưa cần. Cái thấy tiếc quá cái bắt đầu cắt nuôi lại nữa. Thì nuôi lại thì đã nó sẽ lâu nữa ha. Nên cứ việc là nuôi từ từ. Không gấp. Chơi cây mà gấp gì anh em. Thí dụ như mới mua về cái cây đó cắt trong vòng, đa số thường thường á
thì nó sẽ tầm khoảng 20 ngày cho đến 40 ngày nó lú tược thì sẽ rất là ok. Mua về mới có tuần lễ à. Cái điện qua hỏi tờ cây anh vô đâu mà hôm nay tuần lễ rồi đó chứ. Mà mình biết cái bản thân cái cây là nó phải lên tược từ từ chứ nó đâu có phải lên tược dù dù đâu. Mới về con tuần lễ xong cái tờ điện qua hỏi tội cây anh vô nay tuần lễ mà nó chưa thấy bút mầm, chưa thấy gì, mới cần tuần lễ mà thấy cái gì trong đó. Đã cái bản thân cái cây là nó tầm khoảng 20 cho đến 40 ngày. Có những cây nó sẽ 50 ngày, 60 ngày luôn. Nhưng mà những cái cây đó thì là những cái trường hợp mà cây nó sẽ nuôi rễ trước. Cũng khá hiếm. Ha. Cái trường hợp đó là cái cây đó vẫn xanh, cái da nó vẫn xanh bình thường. Nhưng mà nó không lên tược, nó sẽ nuôi rễ. Nó nuôi rễ tầm khoảng 2 tháng. Rễ nó ra mạnh dữ lắm, mạnh luôn, rồi tược nó mới đi. Là những cái trường hợp đó là những cái trường hợp ngon á. Cây nó nuôi rễ, nó không nuôi tược nhưng mà nó nuôi rễ, khi mà cái rễ của nó đã mạnh khỏe xong rồi á thì nó sẽ đi tược rất là ok. Ha, chứ không phải là lên tược tễ mà không ngon đâu. Lên tược tễ là cây cây của mình, nó phải đảm bảo là cái cây khỏe mạnh nha, chứ không phải là cây suy yếu mà nằm hoài đó thì nó chạy chết nha. Còn cái cây của mình nó đã mạnh khỏe rồi đó thì nó sẽ nuôi nuôi rễ. Ha, em gặp rất là nhiều trường hợp cây nuôi rễ luôn. Cây nó sống nó vẫn nằm đó nhưng mình không chịu lên tược. Nó nuôi mà môi rễ ra thì nó rễ nó lại nuôi. Rễ nó đi tắn xó hết nhưng mà tược thì nó không thèm đi. Ha, những cái cây đó nuôi sau này nuôi rất là mạnh. Ha. Quấn dây vô bình thường thôi như kem những cái khác thôi, quấn những cái xương chính thôi, còn những cái xương cá phụ không cần quấn cũng được, những cái xương ví dụ nhỏ nhỏ này nè. Tại vì cái cây của mình là cái cây đang còn nuôi cốt ha, chứ chưa phải là nuôi cây thành phẩm nên mình cũng không có quan trọng vô những cái xương nhỏ đó, mình chỉ cần kéo cốt chính nó thôi. Kéo cốt chính nó rồi thả nó tầm khoảng 5 7 tháng, 1 năm gì đó cho cái cốt của nó bự lên rồi mình mới rút cốt, rút lại cho nó thông thông cây ha, rồi mình mới bắt đầu là mình kéo nhánh tiếp, làm từng công đoạn nha anh em, chứ không phải là cứ như hàng chợ xách vô cây đâu ngoài rừng gì á, chừa cành nhánh sẵn luôn vô chậu xong cái cặp dây vô chỉnh sửa cho nó thành phẩm, vậy là cũng gọi là thành phẩm nữa, mà cái cây đó nó chưa có thuần cây mà thành phẩm cái kiểu gì. Rồi quấn dây sơ sơ vậy là được rồi nè. Mình quấn dây nuôi là mình quấn vậy là ok rồi. Rồi bây giờ thì mình tiếp tục ha. Cái cốt này lúc trước là em đã có dắt ra một cái rồi, rồi bắt đầu mới bấm nè, anh em thấy rõ ha. Cái nào có thì em đã dắt ra một cái xong rồi, bây giờ là mình có lấy nối nhịp thêm nè và lấy xương cá ở đây, lấy xương cá ở đây nè ha, lúc trước cũng có nuôi một cái, bây giờ mới bắt đầu cắt lấy lên 2 cái ngó nè, em thấy rõ ràng ha. Đó thì mình sẽ ưu tiên nuôi 1 2 3 nuôi trước, rồi bắt đầu mình phá ngọn mình nuôi 4 5 6 mình nuôi sau, chứ đừng có nuôi một lượt cây nó lắc 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 vậy nè, các anh em nuôi 1 2 3 4 5 6 luôn, thì nuôi một lượt thì cái cốt 1 2 3 4 5 6 nó sẽ lớn đều một lượt thì sẽ không có phân biệt được cốt 1 nó sẽ bự hơn cốt 4. Và thêm một cái đặc điểm khó nuôi nữa là tại sao? Cái phía trên đây 4 5 6 nè, nó sẽ hưởng nhiều ánh nắng hơn nên nó sẽ có khi nó sẽ bự hơn cái cốt này luôn. Cốt 4 nếu mà nuôi một lượt thì cái cốt 4 sẽ bự hơn cốt 31 này luôn. Nên nuôi vậy cái cây nó sẽ không có đẹp. À, thì anh em mình cố gắng nuôi 1 2 3 và nối nhịp ngọn là nuôi một lượt. Khi mà nó thải cốt này xong bắt đầu mình rút lại, bắt đầu mình mới nuôi nuôi xương nhánh và nuôi 4 5 6 nuôi dài lên ha, thì mình sẽ chia cái làm 2 cái giai đoạn nuôi. Nuôi như vậy cái cây của mình nó sẽ thông cây hơn và cái độ mà lớn nhỏ nó sẽ phù hợp hơn. 1 2 3 nó sẽ lớn hơn, 4 5 6 nó sẽ lớn hơn, nhỏ hơn. Ha, thì mình nuôi như vậy cái cây của mình nó sẽ rút nhịp, nó gục kịch, nó sẽ đẹp hơn ha. Chứ còn tánh cái trường hợp mới mua cái phôi về, cái lựa nhánh ra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 gì đó, lựa ra sẵn luôn cái nuôi một lượt luôn. Thì như vậy á nó sẽ nhanh thành phẩm hơn, nó giống như những cái dạng mà cây mai tàn nguyên thủy á, nuôi một lượt một nên cái cốt 1 và cái cốt 5 của nó cũng ngang nhau luôn, nó không có độ chênh lệch. Thì mình sẽ chia ra làm hai nuôi, 2 giai đoạn nuôi. 1 2 3 mình sẽ nuôi trước. 1 mình sẽ thả hơn cốt 2, cốt 2 mình sẽ thả hơn cốt 3 và cốt 3 mình sẽ thả hơn cốt 4. Thả làm chi? Thả để cho nó nhanh bự hơn những cái cốt còn lại. Hàng 1 sẽ bự hơn hàng 2, hàng 2 sẽ bự hơn hàng 3 và hàng 3 sẽ bự hơn 4, hàng 4 sẽ bự dài hơn 5 ha. Và mỗi từ dưới đây lên tới đây là cái khúc này sẽ bự hơn, từ này lên 1 nó sẽ bự hơn, thằng này lên hàng 2, thằng này sẽ nhỏ hơn 1 nó bự hơn 3, và từ hàng 2 này lên hàng 3 nó sẽ bự hơn, nhỏ hơn dưới này. Và khi mà từ 3 lên 4 thì cái đoạn này nó cũng sẽ nhỏ hơn cái đoạn này ha. Nên nó sẽ bóp 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 lại từ từ, giống như cái bút măng vậy không, ở dưới nó bự dưới trên nó nhỏ, nó bóp 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 lại từ 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 từ, thì cái cây của anh em sẽ có nét hơn ha. Rồi bây giờ
Và cây thì em cũng đã chia sẻ cách sửa cho anh em mình rồi, lỡ gặp những cái cây cứng quá hoặc là cái cây huốt tuổi để sửa thì không nên sửa một lần, anh em mình sẽ sửa nó một cái nhẹ đi, cho dù nó chưa đẹp chưa tới nhưng mà tầm khoảng 10 20 ngày sau anh em mình ra bẻ thêm chút nữa nó sẽ không gãy và nó không có sượng cái cây của anh em. Ví dụ như cái nhánh này của em bây giờ em muốn bẻ nó ra nó nằm xuống dây luôn à, mà bây giờ bẻ một cái, một nó sẽ bị gãy và hai nó sẽ bị sượng, cái nhánh này nó sẽ không tốt, nên bây giờ em chỉ bẻ nó nhích nhẹ nó một cái thôi đó, em nhích nhích từ từ nó cảm thấy tới đây là vừa rồi đó, thì em sẽ để đây, em để đây ha, để đây, nhưng mà tầm khoảng 20 ngày sau lúc mà em ra em thăm cây, em tưới cây, em đi thăm vườn á thì em sẽ thấy cái nhánh này nó chưa được thì em sẽ bẻ xuống, hoặc là có thể là cặm cây viết số gì đó làm dấu để mình nhớ cái cây đó là còn phải sửa thêm một lần nữa ha. Nó thì em sửa xuống tới đây, cái này cũng vậy, này là xương cá nè, nếu mà bẻ cái này bẻ quá bẻ thì nó sẽ bị gãy, nếu mà nó không gãy thì nó sẽ bị chai, cái nhánh này nó sẽ không tốt, nên bây giờ nè, bẻ nhẹ nhẹ ha, bẻ từ từ nhẹ nhẹ nó cho nó nằm đó đỡ đi, một tuần lễ 10 ngày sau đó ra bẻ tiếp, đâu có gấp, tại vì cây này là cây của mình đang nuôi, đâu có ai mà nhảy vô đây lấy, chỉ ngoại trừ ăn trộm thôi, ăn trộm nó vô lấy thì về nó làm thôi, chứ còn cái cây của mình thì mình đã để đây mình nuôi thì nó trước sau gì mình cũng làm tới nó ha. Bẻ như vậy sơ sơ thôi, đừng có gấp, đừng có ham bẻ quá. Cái nào âm thì mình cắt luôn một, xong rồi tới cành hai đây ha, cành cành phong. Cành phong có một số anh em cứ quan trọng cái cành phong này lắm, mà cũng có một số lúc trước không có nói cành phong cành số 2, cái anh em mình không có quan trọng nó, tới hồi mà anh em biết được cành phong cái anh em quan trọng cành hai đó. Cành phong này nó chỉ có một cái nhiệm vụ là phân biệt mặt tiền và mặt hậu, mặt tiền là không có nó, mặt hậu mới là có nó, và thêm một cái nữa là tạo thêm cái chiều sâu cho cây ha, chứ nó không phải là cành hai thần thánh mà anh em đừng có quan trọng nó quá, chủ yếu làm sao là cành một và cành ba nó đẹp là cái cây của anh em nó có duyên ha. Cành phong á là để xác định đâu là mặt tiền và đâu là mặt hậu và tạo thêm cái chiều sâu cho cây thôi ha. Và cái điểm ăn tiền đó là cành tư, cành tư này bẻ phải có duyên, cành tư và cành một hai tư thôi, một ba tư chứ, một ba tư nếu mà nó có duyên, tại vì cái khúc mà mình nhìn cây là mình nhìn từ đây mình nhìn tới cái khúc này nó đẹp là cái cây mình nó có duyên. Còn cái cành hậu khi mà người ta có những người ta không biết, ta bắt bẻ hỏi rồi ta sẽ xây lần sau này người ta mới thấy cành phong, thì cái cành phong này là nó chỉ là cành hậu, nó là cái hố gác ở phía sau này, nhiều khi nó bị trống thì mình có thể lấy thằng này mình che ha, hoặc là bị thẹo bị thùng bị cái gì đó thì mình lấy cái cành này mình che. Còn cái mặt tiền của mình là trước cửa nè, trước cửa phải làm sao cho nó đẹp ha. Đã nói mặt tiền cái nhà của anh em cũng vậy thôi, cái này là cái mặt tiền thì anh em mình làm cố gắng làm sao cho cái mặt tiền của anh em này nó đẹp thôi, còn cái mặt hậu có thể xấu, đã người ta phân biệt ra mặt tiền mặt hậu mà mặt hậu anh em đòi đẹp hơn mặt tiền sao được nha, đúng không? Đã phân biệt mặt tiền và mặt hậu rồi thì cái mặt tiền là nó phải đẹp hơn cái mặt hậu này nha, chứ không phải là cứ quay qua mặt tiền đẹp quá trời đẹp ơi, hoặc là mặt hậu ơi mặt hậu này mà đẹp phải đẹp như mặt tiền cái có giá, cái lộ đó là cái lộ hai mặt tiền rồi, thì cái đó là nếu mà nó được thì nó sẽ là vô giá, còn nếu mà nó không được thì vẫn là đẹp nha, chứ không phải là cành hai thần thánh đâu anh em, mình đừng có quan trọng nó quá nha. Có một số hồi hồi đó anh em không biết thì anh em cứ cành hai cành phong là cành gì, tới hồi anh em biết thì hỏi cành phong đó là cành sao, không không có cần quan trọng nó quá đâu, rồi quan trọng là một ba bốn nè, cái cành này nó có duyên thì cái cây của anh em sẽ đẹp thôi. Nhớ là cành phong mình nhớ lắc lắc về đây về cành một tí nha, cho thấy cái gù này anh em thấy không, khi mà mình nhìn vô là mình sẽ thấy cái gù này liền, là cảm nhận của người nhìn nhìn vô là người ta nhìn ngay mặt tiền là người ta thấy cành phong này, là người ta sẽ biết phía sau nó còn một cành. Còn nếu mà anh em mình sửa giấu nó luôn á, giấu luôn cái cành phong này thì người ta nhìn vô ta không biết phía sau nó có cái cành này hay cành phong hay không ha. Rồi tiếp tục là cành ba, cái cành này á thì em vẫn là thả nuôi, tại cái cây này nó phải cúi xuống chút vậy nè ha, nó phải cúi xuống thì cái cành ba này nó coi được nha, tại em vô chậu nếu mà cúi quá thì cái cành này nó sẽ hơi bị thấp nó khó nuôi ha, nên em vô nó hơi ngất lên nha. Nó thì em sửa về là cái giọng cây của mình nó đúng rồi nè đó chưa à. Rồi bây giờ mình sửa xưa sửa kéo kéo nhánh thêm nè, sửa từ từ nhẹ nhẹ nhàng thôi, không cần bẻ bẻ nhiều đâu, 2-3 ngày sau ra sửa tiếp cũng được, nó không có ai nói gì đâu ha. Bẻ làm sao mà cái cây mình sửa xong á bẻ rồi một lần nó không khô nó không chết, và nó cái đặc điều đặc điểm nè nó phải tốt. Còn mà bây giờ sửa đẹp cực kỳ đẹp luôn mà nó không có tốt rồi làm cái gì nó giờ. Sửa là mình phải cảm nhận cái nhánh cây này sửa như vậy à, nó còn phát triển được
khi mà mình sửa nó ra xong nó sẽ tốt để mai chiều mình sửa tiếp. Chứ còn mà bây giờ cố gắng cạo nè, quấn dây nhiều vô nè, bẻ cho mày thiệt là đẹp luôn nè, bẻ xong nó bị gân nhánh nó chết nè, cái chết thì nó quá nặng đi, còn ví dụ như bẻ xong rồi mà nó nằm ở đây luôn, nó không chịu phát triển cái nhánh này thì làm gì giờ, mốt cắt nuôi lại, nuôi cái nhánh mới nó phát triển, tại anh em bẻ nó quá nhiều lần ha, rất là nhiều anh em sai phạm trong cái khâu này nè. Cố gắng bẻ cho nó đẹp, bẻ cho đẹp tuyệt vời luôn, bẻ xong rồi nuôi tuần lễ sau cắt. Bẻ làm chi vậy? Bẻ phải phải nương cái cây, cái nương 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 cho nó, bẻ xong từ từ cho mày phát triển lên, bẻ cho mày còn sống chứ không phải bẻ để cho mày chết ha. Nên cái khâu bẻ này nó rất là, sửa này rất là quan trọng. Ở đây sửa với bẻ thì nó cũng chung một nghĩa nha anh em, chứ đừng nói bẻ thì phải gãy nha. Còn cái nhánh là cái nhánh mượn nè, hiện tại cây nó còn trống quá, em mượn cái nhánh này em để ra đây thôi, có thể là cái nhánh này sẽ cắt ha, cái nhánh này nó không hợp lý, 1 2 3 rồi cái nhánh này nó chen ở đây là không hợp lý ha, cái nhánh này nè em sẽ cắt cái nhánh này, nhưng mà vẫn để đây đi, để cho cái cây của mình nó hút nước nó phát triển ha. Nuôi cây là phải nghĩ tới cái đường dài ha, chứ đừng có nuôi cây mà nghĩ tới sửa cho đã đi rồi một là bán cho ông kia đi về chết sống do ông kia thì thua nha, cái kiểu đó thì không có bền ha. Tuy rằng có thể là sửa không đẹp nhưng mà tôi sửa vậy cái cây tôi nó sống ha, và nó nếu mà nó sống thì nó sẽ còn tương lai để cho nó đẹp. Chứ còn mà của anh đẹp sẵn rồi mà sửa xong cái cây của anh nó chết tiêu rồi thì anh không có gì tân ha. Rồi cành tư, cành tư thì bẻ cũng lê lơi thôi, bẻ từ từ, khi mà cái nhánh cây mặc định cái nhánh cây của mình nó thẳng mình bẻ qua nó hơi khó khăn chút, nhưng mà cái nước dây này nè, cái cây của mình nó đã có cái chiều có cái hướng đi cong rồi nè, thì cái lần sau á, anh em bẻ rất là khỏe luôn. Anh em thử đi, bẻ bây giờ cái nhánh cây của mình nó thẳng gì phải không, anh em bẻ nhẹ qua cái nó nằm vậy, muốn bẻ nó vô đây phải không, bây giờ ví dụ như cái nhánh này nó đi thẳng như vậy, mình muốn bẻ cho nó cụp giống như vậy là không được, nó bẻ xuống vậy, nếu mà bẻ vậy nó sẽ cụp, nó sẽ gãy. Anh em có thể là bẻ lơi xuống một chút vậy nè, rồi bỏ 1 tháng sau ra bẻ xuống nó sẽ xuống, rồi 1 tháng sau nữa ra bẻ nó xuống thì nó sẽ xuống luôn ha. Còn mà lúc đầu ban đầu mà thẳng băng như vậy nè, cái da cây nó đang thẳng, cái da cây nó đang thẳng mà anh em bẻ nó quá thì nó sẽ bị tóc cái da lưng này, nó sẽ chết cái nhánh. Nếu mà nó không chết thì cái trường hợp nuôi không tốt nó sẽ xảy ra ha. Bởi vậy mai vàng dựng đọt sửa cành rồi á, kêu anh em mình quấn dây vô sửa từ từ, đừng có gấp ha, cứ sửa 1 lần không đẹp sửa 2 lần, 2 lần không đẹp sửa 3 lần, thì từ từ cái cây của mình nó cũng sẽ đẹp. À, chứ đừng có mà cố gắng bẻ 1 lần, bẻ 1 lần rồi giục. Nói chung thì em sửa không có đẹp bằng ai, nhưng mà biết cái nào thì sẽ chia sẻ cho anh em mình cái đó, để cho anh em mình nuôi cây nó đạt cái hiệu quả hơn nha. Chứ còn mà ví dụ như anh em mình có cái cách sửa, cách làm hay hơn thì anh em mình tạo kênh lên clip để chia sẻ rộng ra cho nhiều anh em, người ta học hỏi cách nuôi, cách ngon, cách làm cho nó ngon thôi. Còn em nói chung là chia sẻ với cái mức độ là tham khảo để nhiều anh em người ta biết tới thực hành thôi. Nè anh em thấy không, cái giọng cái nhánh chỗ này em bẻ nó hơi rất là lơi luôn nè ha, cái tại vì cái nhánh này nó hơi bự và nó hơi cứng thì mình bẻ lơi như vậy đi cho nó có cái chiều hướng đi đi, rồi vài bữa sau tuần lễ 10 ngày sau em sẽ ra bẻ nó tiếp thì nó sẽ đẹp thôi. Làm cây phải từ từ, có những người ta nuôi cây 20 30 năm người ta mới nuôi xong một cây đó, anh em thấy không, đâu phải muốn thành phẩm là nuôi thành phẩm cái một là thành phẩm liền đâu. Rồi nhớ là cố gắng phải né nha, cái cành trên phải né cái cành dưới, chứ đừng có đè trực tiếp như vậy nha, mình sẽ kiếm những cái chỗ trống để mình lắp nó vô những cái chỗ trống phía trên để lại nha, chứ đừng có mà cứ mạnh nào nấy đè nha. Còn đây là phía trên nè đó, anh em thấy không, nó những cái thằng này nó sẽ không đè thằng nào hết. Ở trên đây nhìn xuống nè, trên này nó đâu có đè thằng này đâu, rồi thằng này nó cũng không có đè thằng này, nó sẽ có chỗ né 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 hết nha. Đó, vậy là hoàn thiện rồi, vậy là bắt đầu mình thảy ra mình nuôi tiếp rồi, mình nuôi cái thằng này trong vòng tầm khoảng 1 tháng thì dây này nó đã theo dây, bắt đầu mình tháo dây ra thả thả tiếp, nếu mà muốn sửa tiếp á thì để dây vậy 10 ngày sau mình ra mình nặng thêm chút, 10 ngày mình ra mình nặng thêm chút nha. À, còn mà nếu mà đã ok rồi thì bắt đầu khoảng 1 tháng thì cái cây của mình nó đã theo dây rồi thì bắt đầu mình tháo dây ra mình nuôi, mình thả nó, thả cho cái thằng này nó mập nè, nó mập bằng ngón tay út vậy đi, mập bằng tay út vậy phải không, bắt đầu ra bấm tỉa rút cốt, khi mà nó ra thì một đợt nhánh sau á bắt đầu mình vô dây mình điệm lại thì nó sẽ ấm và nó sẽ đẹp thôi.
Rồi, vậy là bắt đầu mình đâm ra mình thả rồi. Rồi ha, bây giờ thì xong clip này. Bây giờ em thay chậu thì em cũng sẽ quay cách thay chậu sam núi lên cho anh chị em mình luôn. Tại vì vô đợt làm ha. Tại vì đợt trước á, là thay chiếu thủy, thay xong rồi. Thay mai vàng cũng thay xong rồi. Bây giờ thì còn lô sam núi thì bây giờ bắt buộc là phải thay sam núi, sẵn lên cái dịp lên kênh lên núi thì em làm cho nó một lượt luôn ha. Để thay xong đợt này rồi hàng kệ hàng đôn nữa là em khỏe rồi đó, bắt đầu là cái khúc sau là thời gian rảnh rất là nhiều. Rồi bây giờ thì em kết thúc clip ha, cảm ơn cô chú anh chị em mình đã xem và ủng hộ trong thời gian qua rất là nhiều ha. Cô chú anh chị em mình cho em xin một like, một đăng ký để ủng hộ kênh ha, cảm ơn cô chú anh chị em mình thêm một lần nữa rất là nhiều.